đánh giá dự án Platio. Platio là gì? Platio là nền tảng ngân hàng thông minh tất cả trong một cho các tài sản mã hóa, fiat và cổ phiếu. Được hỗ trợ bởi công nghệ blockchain của iOS, nền tảng này sẽ cung cấp cho người dùng một cách an toàn và thuận tiện để quản lý các giao dịch giữa tài chính truyền thống và kỹ thuật số. Người dùng có thể thực hiện thanh toán bằng mật mã qua SEPA trên SWIFT và thẻ ghi nợ. Kế hoạch ngân hàng thông minh có kế hoạch xây dựng niềm tin với các sản phẩm bảo vệ tài sản và sản phẩm thông minh độc đáo. Cả hai đều sử dụng hợp đồng thông minh để bảo vệ người dùng Platio khỏi những thách thức chính của thế giới mật mã. Với Asset Guard, người dùng sẽ có thể quản lý tài khoản của họ để nếu họ không được xúc động trong một khoảng thời gian nhất định, số dư sẽ được chuyển tự động đến một nơi khác, Axim Trúc nói. Điều này giải quyết các vấn đề quan trọng như mất chìa khóa và tài sản thừa kế. Hơn nữa, bảo vệ tài sản nhằm mục đích bảo vệ khách hàng khỏi biến động thị trường bằng cách tự động trao đổi tiền nếu điều kiện được kích hoạt. Ngay cả trong thị trường mật mã không thể đoán trước, khách hàng của chúng tôi có thể thư giãn, biết rằng tiền của họ đang được theo dõi. Tính năng Smart Escrow Platio sẽ tiết kiệm tiền cho đến khi người mua nhận được bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào được mua trong khi bảo vệ người bán khỏi các khoản thanh toán trễ hoặc bị mất. Platio sẽ nhập để giải quyết tranh chấp. Với Asset Guard Platio và Smart Escrow, người dùng mật mã nhận được mức độ tin cậy mà họ mong đợi từ ngân hàng truyền thống. Axim Trúc nói thêm. Công nghệ của chúng tôi sẽ cho phép tất cả người dùng và doanh nghiệp tư nhân tham gia một cách an toàn vào nền kinh tế mới. Nếu bạn là người dùng mật mã, bạn phải đối mặt với thử thách này ít nhất một lần. Phải nhập nhiều dịch vụ để được giải ngân, trao đổi, chuyển đổi trực tuyến, dịch vụ thanh toán điện tử. Platio mang ví của một người dùng duy nhất và cuối cùng cung cấp một cách để chạy nhi.